thiên lý nhãn có thật không? CEA đã sử dụng thiên lý nhãn như thế nào? Minh Thư chào mừng quý vị và các bạn khán thính giả đã đến với Đồng Tây Kim Cổ. Thưa quý vị, năm 1973, ông Swan tham gia cuộc thí nghiệm của CEA, công năng giao thị, nhìn từ cự ly xa. Trong 3 phút, ông đã nhìn thấy sao Mộc, hơn nữa còn nhìn thấy vòng xuyến xung quanh sao Mộc. Lúc đó, tàu thăm dò Pioneer 10 của NASA chưa tiếp cận đến sao Mộc, nên các nhà khoa học vẫn không biết sao Mộc có tồn tại vành xuyến bao quanh. Họ còn cho rằng Swan đã nhìn nhầm sang sao Thổ. Sau khi tàu thăm dò Pioneer 10 gửi những bức ảnh chụp sao Mộc về và xác nhận những gì Swan nhìn thấy, thì các nhà khoa học mới giật mình sửng sốt. Năm 1975, khi nhìn lên mặt trăng, Swan bỗng đổ mồ hôi lạnh, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thì ra ông đã nhìn thấy những sinh vật hình người ở phía mặt tối của mặt trăng. Ông sợ hãi vì dường như họ biết được ông đang nhìn họ và họ trao đổi với nhau điều gì đó. Trong số đó có hai người còn chỉ tay về phía ông. Hôm nay, Minh Thư xin chia sẻ cùng quý vị về giao thị, còn gọi là thiên lý nhãn, là một trong những khả năng siêu thường của con người. Giao thị là gì? Giao thị là không nhìn từ cự ly xa, còn được gọi là thiên lý nhãn. Đây là một khả năng đặc biệt của con người, có thể nhìn vượt ngoài phạm vi thị lực bình thường và nhìn được những vật thể ở nơi xa xôi. Giới tu luyện gọi những khả năng đặc biệt ấy là công năng đặc dị hay là những khả năng siêu nhiên. Vì những điều này vượt xa người bình thường nên không thể dùng lối tư duy thông thường và kiến thức khoa học hiện đại để có thể lý giải được. Tuy nhiên, các nhà khoa học trên thế giới vẫn cố gắng nghiên cứu về khả năng đặc biệt này của con người và họ đã làm nhiều cuộc thí nghiệm xác nhận sự tồn tại của loại công năng này. Hơn nữa, một số nước lớn trên thế giới còn ứng dụng khả năng siêu thường này vào quân sự và hoạt động tình báo. Ví dụ như Mỹ và Liên Xô cũ đều sử dụng những người có công năng đặc dị để thăm dò đối phương. Mỹ sử dụng công năng giao thị như thế nào? Năm 1978, cơ quan tình báo lục quân Mỹ đã bắt đầu kế hoạch nghiên cứu giao thị, gọi là Gondola Witch. Năm 1979, họ chuyển kế hoạch này đến viện nghiên cứu của Đại học Stanford và đổi tên là dự án Stargate. Và khi đó, họ đã lựa chọn được 6 người có khả năng giao thị tham gia vào công việc nghiên cứu này. Dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng, viện nghiên cứu của Đại học Stanford đã tiến hành nhiều thí nghiệm. Trong số 6 người ấy có một người rất xuất sắc. Ông là cựu quan chức của FBI, tên là Joseph McMonigle. Và trong vòng 18 năm, ông đã tiến hành giao thị hơn 4.000 lần và tỷ lệ thành công là 53%. Số lần thực hiện thành công vượt qua 50% là đã được coi là rất chính xác rồi. Những năm đầu thập niên 1980, một người dùng giao thị đã nhìn thấy trong Đại sứ quán Mỹ ở Moscow có lắp đặt rất nhiều thiết bị nghe lén. Những thiết bị nghe lén này được chôn trong tường, giấu trên trần nhà và rất nhiều chỗ khác. Năm 1993, Cục An ninh Quốc gia Mỹ tiến hành sửa chữa Đại sứ quán Mỹ ở Liên Xô và tiến hành kiểm tra theo những vị trí mà người có công năng giao thị đã cung cấp. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra hàng ngàn thiết bị nghe lén và còn có cả anten phát sóng cực lớn. Nhân vật chúng tôi giới thiệu ở đầu video là Ingo Swan, một nhà ngoại cảm và cũng là người có công năng giao thị rất mạnh. Đồng thời, ông cũng là một nhà nghiên cứu về ý thức. Chỉ cần đưa ra được tọa độ là Swan có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ ở tọa độ đó, bất kể là khoảng cách xa thế nào. Đồng thời, ông còn vẽ lại bản đồ khu vực đó. Một lần, các nhà khoa học yêu cầu Swan nhìn và miêu tả vị trí vĩ độ Nam 49 độ 20 phút và kinh độ Đông 70 độ 14 phút. Vị trí này nằm ở giữa Đại Tây Dương, cách Australia, Châu Phi và Châu Nam Cực gần như cùng một khoảng cách. Swan nhắm mắt, bắt đầu giao thị và mấy chục giây sau, ông đã vẽ chính xác cảnh tượng ở khu vực đó lên tờ giấy. Khả năng này của Swan khiến CEA rất quan tâm. Tháng 4 năm 1973, Swan tham gia vào thí nghiệm giao thị của CEA và ông chỉ cần mất 3 phút rưỡi là đã nhìn thấy được sao Mộc và nhìn thấy vành xuyến bao quanh sao Mộc. Kết quả là giao thị của Swan khi đó bị nghi ngờ vì lúc đó ngành thiên văn học vẫn còn nhiều hạn chế nên không có cách gì chứng thực được những gì Swan nhìn thấy có đúng hay không. Tuy nhiên, đến năm 1977, tức 4 năm sau, tàu thăm dò sao Mộc Voyager 1 của NASA phát hiện ra vành xuyến của sao Mộc thực sự tồn tại. Và đến lúc đó, người ta mới xác nhận kết quả giao thị của Swan là rất đúng. Vì sao CEA sử dụng công năng giao thị?
sau một cách trái đất 640 triệu km, nhưng ông Swan chỉ mất 3,5 phút là nhìn thấy được. CEA coi khả năng này là báu vật, nên sau này CEA đã nhiều lần yêu cầu ông Swan quan sát các ngôi sao xa hơn. Vào tháng 2 năm 1975, Swan tham gia một nhiệm vụ tuyệt mật, đó là nhìn mặt trăng. Đối với Swan mà nói, nhìn mặt trăng thì quá dễ dàng, vì mặt trăng gần hơn sao Mộc nhiều. Nhưng lần nhìn mặt trăng này khiến ông vô cùng sợ hãi. Liệu trên mặt trăng hoang vu có thứ gì khiến ông sợ hãi đến như vậy? Swan phát hiện ra ở mặt sau, tức mặt tối của mặt trăng, có một số công trình kiến trúc. Ông dùng ý niệm tiến vào công trình kiến trúc đó. Lúc ấy, quan chức CEA đang ở bên cạnh ông, phát hiện ra rằng Swan đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Quan chức CEA vội vàng hỏi Swan, anh đã nhìn thấy gì thế? Swan nói, tôi nhìn thấy một số sinh vật hình người có hình thể cao lớn. Hơn nữa, những sinh vật này rõ ràng cảm nhận được có người đang theo dõi họ, do đó họ đang cố gắng tìm tôi. Tại sao những sinh vật đó lại biết Swan đang quan sát họ? Năm 1998, Swan viết cuốn sách Tri giác siêu cảm tự nhiên, Natural ESP, và trong đó ông có đề cập đến vấn đề cảm ứng tâm linh giữa người ngoài hành tinh và con người. Ông kể rằng khi giao thị mặt tối của mặt trăng, ông nhìn thấy căn cứ của người ngoài hành tinh. Ông còn viết rằng ông đã từng tiếp xúc với một người ngoài hành tinh là nữ, ăn mặc rất gợi cảm, ở một siêu thị Los Angeles. Và cuối cùng ông kết luận người ngoài hành tinh đã sống trên trái đất trong hình dạng người địa cầu. Ông suy đoán có lẽ rất nhiều người ngoài hành tinh đều là người máy sinh học. Họ cũng biết kẻ thù duy nhất của họ trên trái đất chính là những nhà ngoại cảm. Các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh sống trong thân thể con người hoặc trong hình dạng của con người. Do đó, các nhà ngoại cảm chính là người có khả năng vạch trần bí mật của người ngoài hành tinh. Sau này, Swan và một người khác đến nơi bí mật. Cùng đi với ông còn có hai anh em sinh đôi làm bảo vệ, bí mật quan sát một UFO xuất hiện nhiều lần. Họ thấy UFO hút nước trong hồ và sau này UFO đó phát hiện ra và tấn công họ. Khi đó, Swan đã bị thương nhẹ và dự án Stargate đột ngột phải kết thúc vào năm 1995 với lý do không đủ chứng cứ. Khi ấy, xã hội vẫn không công nhận công năng đặc dị và coi đó là ngụy khoa học. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quân đội Mỹ đã đầu tư khoản ngân sách lên tới 70 triệu đô la hàng năm để nghiên cứu công năng đặc dị. Và hơn nữa, từ năm 1981 đến năm 1995, chính phủ Mỹ đã lần lượt tài trợ cho 5 cơ quan thẩm tra khoa học khác nhau để kiểm nghiệm các hiện tượng công năng đặc dị, xác nhận xem là rốt cuộc nó có tồn tại hay không. Và báo cáo điều tra của 5 cơ quan thẩm tra này, mặc dù về chi tiết có những cách giải thích khác nhau, nhưng kết luận là giống nhau. Những chứng cứ thí nghiệm hiện tượng tâm linh này thực sự rất đáng để nghiên cứu nghiêm túc. Hoa đà và khả năng thấu thị cơ thể người. Trên thực tế, hiện tượng công năng đặc dị hay khả năng siêu nhiên của con người tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hơn nữa, các tài liệu cổ xưa cũng có ghi chép. Ví dụ, vào thời Tam Quốc ở Trung Quốc, có vị thần y tên là Hoa Đà, và ông có thể thấu thị thân thể người. Mà câu chuyện ông khám bệnh cho Tào Tháo đã nói rất rõ về việc này. Tào Tháo bị bệnh đau đầu, rất nhiều thầy thuốc khám chữa đều không khỏi. Một lần Tào Tháo đau đầu ghê gớm, đã mời Hoa Đà đến chữa, và Hoa Đà chỉ châm cứu một kim thì cơn đau đầu dữ dội của Tào Tháo đã lập tức hết. Hoa Đà nói với Tào Tháo rằng, bệnh của ngài đã rất nghiêm trọng rồi, châm cứu không có hiệu quả, tôi muốn cho ngài uống chút thuốc bột ma phí, sau đó mở hộp sọ ngài làm phẫu thuật, như thế mới loại bỏ được cái gốc của bệnh. Tào Tháo nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, người muốn lấy mạng ta hay sao? Mở hộp sọ ra thì ta còn có thể sống được hay không? Tào Tháo cho rằng Hoa Đà muốn hại chết mình, nên quát vệ sĩ bắt Hoa Đà giam trong ngục. Sau đó Hoa Đà chết trong ngục và Tào Tháo cũng chết vì đau đầu. Cô gái Nhật có thiên lý nhãn. Thời cận đại, Nhật Bản có một người phụ nữ tên là Chizuko Maifune. Cô cũng giống Hoa Đà, có công năng thiên lý nhãn. Chizuko sinh năm 1908. Từ nhỏ cô đã khác người thường. Cô thường nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Và sau khi trưởng thành, cô lấy một viên trung úy quân đội Nhật và sau đó chồng cô ra chiến trường. Chizuko ở cùng với bố mẹ chồng. Một ngày bố mẹ chồng nói với cô rằng túi tiền bị thiếu mất 50 yên. Chizuko nghe vậy thì nghĩ một chút rồi nói với bố mẹ rằng 50 yên đó ở góc ngăn kéo. Bố mẹ chồng đi tìm và quả nhiên là tìm thấy. Khi đó bố mẹ chồng cô đều vô cùng kinh ngạc và bắt đầu nghi ngờ Chizuko lấy trộm giấu đi.
Chizuko giải thích thế nào cũng không có tác dụng, và sau đó mẹ chồng cô ép con trai phải từ bỏ cô. Chizuko trở về nhà mẹ đẻ và giúp cha kinh doanh cửa hàng thuốc bắc và hành nghề y. Vì Chizuko có khả năng thấu thị thân thể người, có thể nhìn thấy nguyên nhân căn bệnh, nên có thể bốc thuốc chính xác điều trị căn bệnh đó, và hiệu quả chữa bệnh cực kỳ tốt. Khi đó ở Nhật Bản lưu hành thuật thôi miên, anh rể của cô cũng biết thuật thôi miên và truyền thuật này cho Chizuko. Vì Chizuko có căn cơ tiên thiên rất tốt, nên thuật thôi miên cô học được cũng rất tốt, và do đó cô rất nổi tiếng ở địa phương. Sau đó một ông chủ khai thác mỏ hầm mộ danh tiếng tìm đến cô, nhờ Chizuko thăm dò một nơi cho ông, xem nơi đó có thể khai thác than được không. Họ đi khoảng 4 tiếng đồng hồ, Chizuko chỉ một nơi xa xa và nói, chỗ kia có những thứ màu đen. Và sau đó ông chủ khai thác mỏ thử theo lời của cô, kết quả đã khai thác được mỏ than lớn ở đó và đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó ông chủ khai thác mỏ đã trả khoản thù lao khá lớn cho Chizuko. Nào ngờ món tiền này lại đem đến tai họa cho gia đình của cô. Anh rể cô nói, em có được thành công này là nhờ anh dạy thuật thôi miên. Do đó tiền thù lao này em cần chia một nửa cho anh. Những người trong gia đình tranh cãi với nhau về món tiền lớn này. Và sau đó tin tức Chizuko có thiên lý nhãn đã lan truyền ngày càng xa. Sau đó một tiến sĩ đại học là Yamakawa Kenshiro đã mời Chizuko đến Kyoto để làm thử nghiệm và kiểm nghiệm về khả năng của Chizuko. Ngày 14 tháng 9 năm 1932, rất nhiều doanh nhân giới khoa học Nhật Bản đã đến hiện trường thử nghiệm. Khi đó họ làm thử nghiệm ống chì, ông Fukugita đã bỏ một mẫu giấy và đã viết chữ gấp lại, bỏ vào một ống chì, rồi dùng lửa hàn kín hai đầu. Sau đó bảo Chizuko xem trong đó là những chữ gì. Chizuko xem rồi viết ra ba chữ, đạo hoàng xạ. Mọi người cưa ống chì ra, lấy mẫu giấy bên trong rồi mở ra xem, quả thật là ba chữ. Đạo hoàng xạ. Nhưng điều bất ngờ là tiến sĩ Yamakawa nói đây không phải là ba chữ ông viết, mà là ba chữ của ông Fukugita viết. Do đó mọi người đã nghi ngờ Chizuko gian lận. Thế là họ làm lại thử nghiệm, và lần thử nghiệm này thực hiện trong một khách sạn, trong đó có 12 vị tiến sĩ có mặt chứng kiến. Và hơn nữa, trong phong bì thư đã được niêm phong kính này, họ đóng những con dấu riêng của họ lên đó để đảm bảo không thể có gian lận. Và kết quả Chizuko đã nhìn được chính xác những chữ viết trong đó, và cô đã viết lại ba chữ đó là đạo đức thiên. Sự việc này khiến các tiến sĩ có mặt tại đó phải tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù họ đã tận mắt chứng kiến công năng đặc dị của Chizuko, nhưng họ không thể nào giải thích được hiện tượng siêu thường này bằng các kiến thức chuyên ngành và kiến thức khoa học của mỗi người. Cũng không biết vì lý do gì, một vị tiến sĩ vẫn không công khai thừa nhận khả năng thấu thị này của Chizuko. Và đáng buồn hơn là sau đó, các hãng truyền thông lại căn cứ vào luận điệu của vị tiến sĩ này để đưa tin, cho rằng công năng thấu thị của Chizuko là giả, và khiến cho rất nhiều người không rõ sự việc, bắt đầu chế giễu và nhục mạ Chizuko. Khi đó Chizuko mới 26 tuổi, có lẽ do áp lực quá lớn, Chizuko không chịu nổi và đã tự sát. Vậy công năng đặc dị có thực sự tồn tại không? Tại sao trước kết quả thử nghiệm rõ ràng như thế mà vẫn có người không tin? Liệu có phải họ cố tình phủ định vì mục đích nào đó không? Tại sao báo chí chỉ đưa tin theo vị tiến sĩ đó, còn 11 vị tiến sĩ khác cùng chứng kiến thì báo chí lại không đưa tin? Tại sao mọi người mới chỉ xem tin trên báo chí, chưa kiểm chứng đã đánh hội đồng cô gái Nhật Bản đáng thương này? Quý vị nghĩ như thế nào về những khả năng đặc biệt này của con người? Hãy chia sẻ chúng tôi trong phần bình luận phía dưới nhé! Minh Thư xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.